viết sách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/gạch chéo việt sách official store. Chào mừng các em đã đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách ngữ văn lớp 9 kết nối tri thức với cuộc sống. Ở bài hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu bài viết, viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết trong đời sống của học sinh hiện nay. Và đây là một vấn đề rất gần gũi đối với chúng ta bởi vì chúng ta đang là những học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Chúng ta cũng có rất nhiều những vấn đề đang cần được giải quyết đúng không nào? Hãy chú ý cho cô yêu cầu khi viết bài này như sau. Giới thiệu được vấn đề nghị luận là một vấn đề cần giải quyết trong đời sống của học sinh hiện nay. Tiếp theo phải trình bày được ý kiến bàn luận về vấn đề với hệ thống luận điểm chặt chẽ, lý lẽ thuyết phục, bằng chứng tiêu biểu và xác thực. Sau đó cần nêu được ý kiến trái chiều và phản bác bằng lý lẽ sắc bén. Các em cũng cần đề xuất được giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề. Tiếp theo là chúng ta cùng phân tích bài viết tham khảo với văn bản Trưởng thành qua nỗi buồn. Các em hãy đọc kỹ văn bản này để có thể định hướng một số mục như sau. Một, giới thiệu vấn đề nghị luận. Tác giả, người viết đã dẫn dắt giới thiệu vấn đề đang bàn luận, cách để trưởng thành từ nỗi buồn, Hai là trình bày ý kiến cá nhân về vấn đề. Ý kiến 1: Để có thể biến những nỗi buồn ấy thành cơ hội trưởng thành, tôi đã học cách chấp nhận và can đảm đối diện với nó. Ý kiến 2: Tập trung thời gian và tâm trí vào việc nuôi dưỡng những niềm vui nho nhỏ và hoàn thành công việc mỗi ngày, nỗi buồn bị đói sẽ tự bỏ đi thôi. Ý kiến 3: Học cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Ý kiến 4: Trưởng thành từ nỗi buồn không thể thiếu đi tình yêu thương, sự tự tin và tự hào về bản thân. 3. Đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề. Đồng ý với sự tồn tại của nỗi buồn, tin rằng nó không thể là mãi mãi, giúp tôi bình tĩnh và mạnh mẽ hơn. Cần học cách bỏ đói nỗi buồn và nuôi dưỡng niềm vui. Chia sẻ với người khác về những gì khiến mình đang buồn để nhận được sự giúp đỡ. Hãy biết ân hận, xấu hổ khi làm điều sai trái, nhưng hãy biết tha thứ cho chính mình, cho bản thân được chuộc lỗi. 4. Nêu và, phạm và phản bác ý kiến trái chiều Phản bác lại vấn đề bằng cách đó là nhiều người cho rằng chia sẻ không có ích gì, có khi lại càng khiến mình buồn thêm. 5. Nhấn mạnh giải pháp quan trọng nhất để giải quyết vấn đề Cần có điểm tựa quan trọng nhất là chính bản thân mình 6 rút ra ý nghĩa của việc bàn luận về vấn đề. Chỉ ra ý nghĩa mà nỗi buồn đem đến cho mọi người, dạy cho chúng ta những bài học cần thiết cho sự trưởng thành. Và chúng ta cùng đến với phần thực hành tiếp theo các bước. Như thường lệ, chúng ta vẫn có 4 bước trong khi viết một bài văn hoàn chỉnh. Bước 1 trước khi viết, các em cần lựa chọn đề tài. Đề tài cho bài nghị luận về một vấn đề cần giải quyết trong đời sống thì rất là phong phú và đa dạng. Chúng ta nên lựa chọn vấn đề mình thực sự quan tâm và có ý nghĩa với nhiều người, đồng thời phải phù hợp với lứa tuổi học sinh của các em. Sau đây là một số đề tài để chúng ta có thể tham khảo lựa chọn. Tình bạn khác giới ở tuổi học trò hay là đề tài cách giải quyết mâu thuẫn, xung đột ở lứa tuổi học trò. Hoặc chúng ta cũng có thể lựa chọn đề tài là cách ứng xử khi xảy ra xung đột giữa các thế hệ trong gia đình. Rồi cách sử dụng thời gian rảnh rỗi ở học sinh hay là cách giải quyết khi bị tổn thương vì những thông tin sai lệch hay bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. B. Đó là bước tìm ý. Cô đưa ra một ví dụ cụ thể để chúng ta có thể theo dõi tiến trình. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay. Sau khi xác định được đề tài thì em hãy tìm ý bằng cách trả lời những câu hỏi như sau. Vấn đề cần được giải quyết là gì? Ý kiến của em về vấn đề đó như thế nào? có thể xuất hiện ý kiến trái ngược với quan điểm của người viết cần dùng những lý lẽ bằng chứng nào để phản bác cần có giải pháp nào để giải quyết vấn đề c đó là bước chúng ta đi lập dàn ý em hãy sắp xếp các ý tìm được thành một dàn ý mở bài chúng ta sẽ đi tập trung nêu giới thiệu vấn đề và phải nói đến sự cần thiết phải bàn luận về vấn đề đó thân bài chúng ta sẽ triển khai các luận điểm thể hiện quan điểm của người viết xét trên từng khía cạnh của vấn đề. Luận điểm 1, khía cạnh thứ nhất nêu lý lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ. Luận điểm 2, tức là khía cạnh thứ hai nêu lý lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ. Và cuối cùng là luận điểm 3, chúng ta cũng cần phải nêu ra lý lẽ và dẫn chứng. Tiếp theo trong phần thân bài các em cần nêu được ý kiến trái chiều và phản bác ý kiến đó cuối cùng là các em sẽ đề xuất giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề còn trong mục kết bài thì chúng ta sẽ khẳng định tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả vấn đề nêu ra hai đó là chúng ta đến với mục viết bài ở đây chúng ta sẽ cần hoàn thiện bài viết của mình dựa trên việc chúng ta đã lựa chọn đề tài đã tìm ý và lập giảm ý lưu ý cho cô như sau cần tạo được sự gần gũi giữa người viết và người đọc Coi vấn đề được đặt ra trong bài có thể là vấn đề chung mà cả người viết và người đọc đều cần phải quan tâm giải quyết. Hệ thống luận điểm cần chặt chẽ, lý lẽ cần sáng rõ hợp lý. Bằng chứng cần đầy đủ, đa dạng. Có sự kết hợp của nhiều loại bằng chứng, trải nghiệm của bản thân, sự thật mà người đọc có thể kiểm chứng, vân vân. Khi phản bác những ý kiến trái chiều, chúng ta cần sử dụng lời lẽ và giọng điệu đúng mực. Dù có những vấn đề là chúng ta cảm thấy rất là bức xúc, rất là khó chịu nhưng chúng ta vẫn phải dùng đúng ngôn ngữ văn chương để diễn đạt cô mời các em cùng đến với một bài viết tham khảo cụ thể như sau bạn tôi đột nhiên chạy lại khóc thút thít cậu ơi tự dưng có bài trên facebook bóc phốt tớ một cách vô lý này tớ phải làm sao đây tôi chợt giật mình mở điện thoại ra và đọc bài ấy bao nhiêu thông tin xuyên tạc bình luận tiêu cực đang nhắm vào bạn tôi đây quả thực là vấn nạn mà không chỉ bạn tôi mà có khi cả bạn, cả tôi và bao nhiêu người khác đã đang và sẽ có thể gặp phải. Vậy có cách giải quyết nào cho tình trạng xuyên tạc thông tin cá nhân, bình luận tiêu cực trên mạng xã hội không? Câu trả lời là có. Trước hết, xuyên tạc thông tin cá nhân trên mạng xã hội là việc một người đăng những thông tin không có thật, mang hướng bôi nhọ, hạ thấp danh dự của người khác để điều hướng dư luận, công kích cá nhân vì lý do riêng. Còn bình luận tiêu cực là khi bạn đưa ra những nhận xét không hay nói xấu cá nhân nào đó trên không gian mạng những điều trên không gian ảo ấy tưởng chừng như không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực nhưng thực ra để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho nạn nhân cá nhân bị công kích sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn sợ hãi sống ẩn mình trên cả không gian mạng và ngoài đời thật rất nhiều người không chỉ bị bình luận tiêu cực trên mạng mà còn bị nói xấu ở ngoài đời thực hậu quả họ sẽ dần sống khép kín trầm cảm dễ có hành động tự tử ở Việt Nam, năm 2023 có tới 21% người từng nhận mình là nạn nhân của những vụ công kích bạo lực mạng. Cứ 5 người thì một người đang chịu cảnh bị tra tấn tinh thần bởi những câu nói ác ý trên mạng. Trong một tháng, có lúc tôi đọc được 3-4 bài báo nói về những vụ tự tử vì bạo lực mạng. Những bài viết xuyên tạc, bình luận tiêu cực cũng khiến không gian mạng trở nên không lành mạnh, dễ tiêm nhiễm những tật xấu cho người sử dụng. Đặc biệt hơn trong xã hội hiện đại ngày nay, độ tuổi sử dụng mạng xã hội ngày càng trẻ hóa. Những bạn trẻ hầu như chưa có nhận thức về bạo lực mạng, dễ dàng bị cuốn theo những bài viết, bình luận tiêu cực. Tình trạng này xảy ra càng lâu, không gian mạng càng bẩn và nguồn nhân lực trẻ trong tương lai sẽ chỉ chú tâm vào việc chỉ trích, nói xấu, không quan tâm đến công việc hay học hành. Đây là hậu quả mà không một xã hội quốc gia nào mong muốn. Vậy chúng ta có thể chấm dứt tình trạng này không? Câu trả lời còn phụ thuộc vào ý thức và sự quyết tâm của mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta có thể sẽ có giải pháp để giảm thiểu những bài đăng xuyên tạc và bình luận tiêu cực trên không gian mạng. Thứ nhất, nhà trường gia đình nên có những buổi giáo dục về cách sử dụng mạng xã hội văn minh. Hãy giúp giới trẻ nhận thức về hậu quả khủng khiếp mà những bài viết và bình luận tiêu cực đang gây ra. Từ đó, hướng dẫn họ những điều nên và không nên làm trên không gian mạng đây là điều mà rất ít nhà trường và gia đình quan tâm đến. Nhưng nếu chúng ta không uống cây từ thuộc còn non, thì cái cây ấy rất dễ bị những điều xấu bẻ cong. Thứ hai, mỗi cá nhân nên biết điều tiết cảm xúc cá nhân của mình. Hầu hết những bài đăng và bình luận trên không gian mạng đều xuất phát từ cảm xúc bộc phát. Nếu bạn thấy không thích một người, chớ vội viết những điều xuyên tạc hay hạ thấp danh dự của họ. Hãy góp ý với họ bằng sự chân thành lời nói nhẹ nhàng và lịch sự nhất. Điều giúp một người nhận ra lỗi sai đôi khi không phải là những tiếng chửi lăng nhục. Và một tiếng chửi rủa còn có thể hại chết cuộc đời của một người. Thứ ba, những người đang là nạn nhân của bạo lực mạng không nên im lặng và chịu đựng. Chỉ khi bạn lên tiếng, mọi người mới biết vấn đề bạn đang gặp phải và giúp đỡ bạn. Chỉ một giọt nước nhỏ thì không gội sạch được bụi bẩn nhưng nếu bạn biết sẻ chia, đoàn kết với mọi người, một làn nước sạch sẽ xóa đi toàn bộ những bài viết và bình luận bẩn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chúng ta nên sử dụng những bài viết và bình luận tiêu cực nhằm tới những người có lỗi nghiêm trọng cho xã hội như là tù nhân, người có động thái phản quốc. Chúng ta không nên làm những điều này. Khi gặp những bài viết mang thiên hướng phản quốc, hãy liên hệ với Cục An ninh mạng hoặc Công an. Như vậy, chúng ta cũng đã góp phần làm sạch không gian mạng và xã hội thực. Như vậy là bài viết xuyên tạc và bình luận tiêu cực trên không gian mạng là điều mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên, hãy trở thành người sử dụng mạng sáng suốt, thông thái để không bị lôi kéo vào những bài viết xấu. Đồng thời biết cách đấu tranh khi bản thân trở thành nạn nhân bạo lực mạng bạn nhé. Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong bài viết của mình, các em đừng quên một bước rất quan trọng đó là bước chỉnh sửa bài viết. Cần đối chiếu bài viết của em với các yêu cầu của kiểu bài nghị luận về một vấn đề cần giải quyết. Từ đó chúng ta sẽ xác định được những nội dung cần chỉnh sửa để hoàn thiện bài viết. Việc chỉnh sửa cần bám những yêu cầu cơ bản sau. Vấn đề cần giải quyết được nêu một cách rõ ràng, đầy đủ. Giải pháp để giải quyết vấn đề hợp lý, khả thi, có sức thuyết phục. Bài viết không mắc lỗi chính tả, diễn đạt, ngữ pháp, liên kết và mạch lạc. Trên đây là phần hướng dẫn định hướng cụ thể cho một bài viết hoàn chỉnh. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em cho những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách